tội rồi mời hối muộn màng, chỉ cho bằng ta sớm lo toan, dình giới luật nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung quả lành đau mắt cõi Tây Phương, chư Phật ở đời chờ về tu thân thiền tính hằng hờ, chừng qua đến e cho khó tranh, muốn tình đồ là phương cứu cánh, rắn bùng hành kéo phụ Phật xưa, lòng từ bi chẳng quản nắng mưa, sông thuyền giác rước đưa sanh chung, trong một nước nhân tài hữu dụng, kẻ tu hành đã phước thì nên quy cũng trao thân tánh hành cho bền, niềm ơn nghe toàn đàn rất nở áo xiên bao Tây Phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm ra tu cho quỷ khiếp thần khâm. Kính thưa chư quý vị quan khách và chư quý đồng đạo thân mến, để thực hiện lời dạy của Đức Huỳnh Giáo Chủ, cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng với tín nữ thiện nam Phật giáo, nên cố gắng trao thân gìn đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành. Nên bổn phận chúng ta phải noi theo chí đức của tiền nhân, hầu làm cho trí tuệ minh mẫn đặng đi đến con đường giải thoát, dẫn dắt dùm kẻ xa cơ, và nhất là phải tiếp tục khai thông nền đạo đức, đặng cái tinh thần từ bi bác ái được gieo rải khắp nơi nơi trong bá tánh. Như thế mới chẳng phụ công trình vĩ đại của Đức Phật và của tiền nhân để lại, và không đắc tội với kẻ đời sao vậy. Để thực hiện và thấm nhận qua giáo lý của Ngài, vậy giờ đây tôi xin được giới thiệu cùng quý vị qua chuyên đề bình giảng, qua đề tài ý nghiệp mà Đức Thầy đã từng nhắc: ác trừ xong hiện ra thiện nghiệp, lóng nguồn chân Phật tiếp dẫn cho. Vậy tôi xin giới thiệu và trân trọng kính mời đồng đạo giáo lý viên Nguyễn Thị Trang, là giáo lý viên của Ban Phổ Truyền Ban Trị Sự Trung ương, đến diễn đàn để làm sáng tỏ qua nội dung chuyên đề mà chúng tôi đã giới thiệu cùng quý vị. Xin trân trọng kính mời giáo lý viên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa ông Võ Hùng Phước, là Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Đức. Kính thưa ông Phan Hùng Dũng, là Bí thư Chi bộ trưởng Ban Nhân dân ấp Kinh Tán.
Kính thưa ông Phan Thành Tới, là trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Phú Đức, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, cũng là trưởng ban tổ chức cho buổi thuyết giảng trong buổi sáng hôm nay. Kính thưa giáo lý viên Phan Chí Tâm, cũng là giáo lý viên của ban phổ truyền giáo lý ban trị sự Trung ương, đồng đảm trách trong chương trình buổi sáng hôm nay cùng với chúng tôi. Kính thưa tất cả các vị là trưởng ban, phó ban, các vị là trị sự viên của tất cả các ban trị sự trong và ngoài xã Phú Đức, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp đồng trở về đây tham dự cùng toàn thể chư quý vị đồng đạo hiện diện kính mến. Thì hôm nay là một ngày đặc biệt, là ngày mùng 10 tháng 6, cũng là ngày mà chúng tôi được ban phổ truyền giáo lý ban trị sự Trung ương phân công đến đây để cùng gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ với toàn thể chư quý vị trong buổi sáng này. Vậy thì lời nói đầu tiên mạn phép cho chúng tôi gửi đến toàn thể chư quý vị lời chúc sức khỏe an lành, lời chào mừng kính cẩn và lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Thì kính thưa toàn thể chư quý vị, đây là một cái nhân duyên hội ngộ giữa chúng tôi và ban tổ chức tại nơi đây. Thì quý vị cũng biết vừa qua là mùa hè đã đến rồi, cho nên tôi và giáo lý viên Phan Chí Tâm đang rất là tất bật với vấn đề mà lớp học. Vì thế mà sức khỏe một phần nào đó cũng không có được hoàn mãn như quý vị. Chuyện qua trước khi xuống đây đó là chúng tôi đã giảng ở những cái lớp ở trên Long Xuyên. Giáo lý viên Phan Chí Tâm cũng thế. Anh em chúng tôi đã rất là tất bật trong mùa hè này, vừa thuyết giảng bên ngoài, vừa giảng lớp. Cho nên vì thế mà sát phàm cũng có khi đau bệnh. Cho nên vì thế tiếng nói hôm nay nó cũng không được hoàn mãn, mong quý vị cũng thông cảm. Nhưng mà do cái vấn đề nhân duyên và cái sự ưu ái của ban tổ chức cùng toàn thể chư quý vị ở đây, thì hôm nay hội trường của chúng ta rất là đông đủ như thế này. Và với cái sự ưu ái của ban tổ chức, một lần đầu tiên chúng tôi có cái nhân duyên đến đây xã Phú Đức, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp này giao duyên với toàn thể chư quý vị qua một cái chuyên đề cũng không kém phần quan trọng trong đời tu của chúng ta, qua vị dẫn chương trình lúc nãy đã giới thiệu, đó là chuyên đề ý nghiệp, là một trong tam nghiệp không thể nào thiếu trong cái quá trình hành đạo của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Nhiều khi nghe quý vị, mình tu nhưng mà mình quên cái vấn đề tránh tam nghiệp, chừa thập ác. Đôi khi mình làm từ thiện rất là nhiều, đôi khi mình niệm Phật rất là nhiều, đôi khi mình làm hết tất cả các việc khác, nhưng mà mình quên đâu đó trong tâm thức của tất cả chúng ta, mình quên ý nghiệp của mình, tức là trong tâm trí của chúng ta đó, mình quên rằng đâu đó đôi khi mình cũng khởi lên một cái điều gì đó có chút tham lam, có chút sân nộ, có chút mê si ở trong đó, mà chúng ta quên đi. Mình chỉ lo hình tướng bên ngoài, mình chỉ niệm Phật, ăn chay giữ giới, mà mình quên đi cái ý nghiệp quan trọng trong tâm thức của chúng ta. Mà chúng ta biết rằng ý nghiệp nằm trong tam nghiệp, tức là thân, khẩu và ý. Đây là trong cái quá trình học Phật tu nhân của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Học Phật là gồm có tu phước, tu huệ, thực hiện bát chánh đạo. Tu nhân là chúng ta phải đền trả tứ ân, tránh tam nghiệp, chừa thập ác. Nhiều khi mình tu, mình đền trả tứ ân mà mình quên tránh tam nghiệp, chừa thập ác, phải không? Mình đền trả bốn ân nặng đó, bốn ân nặng đó là ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tam bảo, ân đồng bào và nhân loại, mà mình quên tránh tam nghiệp, chừa thập ác, thì mình có giải thoát được không? Xin thưa với toàn thể chư quý vị, không bao giờ giải thoát đặng. Tại vì đạo nhân chúng ta không hoàn mãn thì làm sao mình giải thoát? Đạo nhân là cái đạo hằng ngày trong cuộc sống của chúng ta. Mình không làm tròn thì làm sao từng bước tiến tu đi đến quả vị Phật được? Bây giờ muốn tu tiên cũng phải hoàn mãn đạo nhân. Ngài Đạo Thanh Hòa Thượng có dạy như thế nào? Dục tu tiên đạo, tiên tu nhân đạo bất tu, tiên đạo diễn hỷ. Có nghĩa là muốn tu tiên trước phải tu đạo làm người, nếu đạo làm người chẳng tu đạo tiên còn xa lắm vậy. Bây giờ tới tu Phật, tu Phật thì Ngài Thái Hư Đại Sư có dạy như thế nào? Ngưỡng chủy di Phật đà, hoàn thành tại nhân cách, nhân thành tức Phật thành, thị danh chân hiện thực. Có nghĩa là muốn mong cầu quả vị Phật thành hay không là do nhân cách của mình, nhân thành thì Phật mới thành, ấy là cái lẽ chân thật. Mà nhân cách ở đây là gì?
có phải là nhân đạo không? Nhân đạo là đạo nhân của chúng ta đó. Rồi thầy mình dạy mình như thế nào? Tu đền nợ thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen? Nợ thế là gì? Có phải là đạo nhân của chúng ta hay không? Cho nên tất cả chúng ta là người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, mình muốn đi đến sự giải thoát, muốn hoàn mãn trong cái quá trình tu của chúng ta, là mình ngoài đền trả tứ ân còn phải tránh tam nghiệp chừa thập ác. Đây là cái vấn đề quan trọng tối thắng của người tu chúng ta. Thầy dạy như thế nào? Muốn làm tròn nhân đạo phải giữ vẹn tứ ân, nhưng trước hết phải tránh tam nghiệp và chừa thập ác. Cũng như muốn làm giàu phải tránh đừng cho thiếu nợ. Bây giờ mình muốn làm giàu, mình tránh không cho thiếu nợ. Vậy thì mình muốn giải thoát là mình phải tránh tam nghiệp chừa thập ác. Tam nghiệp gồm có gì? Thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thân nghiệp sanh ra ba điều ác, đó là sát sanh, đạo tặc và tà dâm. Khẩu sanh ra bốn điều ác, đó là lưỡng thiệt, ý ngôn, ác khẩu và giọng ngữ. Ý sanh ra ba điều ác, tham lam, sân nộ và mê si. Ý nghiệp xếp thứ ba, cuối cùng của tam nghiệp, nhưng mặc dầu xếp thứ ba, nhưng một khi ý khởi, khẩu ta sẽ khởi. Khẩu chúng ta khởi thì thân mình sẽ khởi. Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy như thế nào? Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Cho nên vì thế mặc dầu ý nghiệp xếp thứ ba, nhưng một khi ý chúng ta khởi lên tham lam, sân nộ và mê si, một khi mình nóng giận lên, là cái nơi nào khởi đầu tiên? Có phải là khẩu chúng ta nói ra những điều bất thiện không? Khẩu mình nói ra những điều bất thiện chưa hoàn mãn thì dùng thân của mình làm những hành động tồi tệ. Cho nên ý nghiệp mặc dầu xếp thứ ba, nhưng quan trọng tối thắng đối với đường tu của tất cả tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nói riêng và tất cả chúng sanh nói chung. Cho nên chính vì cái sự quan trọng này mà trong buổi sáng ngày hôm nay, tôi và toàn thể chú quý vị mình sẽ cùng tìm hiểu xem ý nghiệp là gì. Trong giáo lý cao siêu mầu nhiệm của tổ thầy, ý nghiệp là gì quý vị? Ý nghiệp là tội lỗi do ý tưởng gây nên. Ý nghiệp sanh ra bốn điều ác, phải không? Phải bốn điều ác không? Sanh ra bao nhiêu điều ác? Ba điều ác. Đó là gì? Lưỡng thiệt, phải không? Lưỡng thiệt, ý ngôn, mắt khẩu, giọng ngữ, phải không? Không. Tham lam, sân nộ và mê si, đây là tam độc trướng. Mặc dầu không thấy hình, không thấy tướng, nhưng âm thầm điều khiển trong tâm thức của chúng ta và âm thầm thiêu đốt cháy từng ngày, từng giờ trong tâm thức của chúng ta. Nếu trong tâm của mình còn tham, trong tâm của mình còn sân, trong tâm của mình còn mê si, tôi tin chắc rằng tất cả chúng ta không bao giờ giải thoát. Tại vì tâm mình chưa sạch, tâm mình chưa tịnh, tâm mình chưa sàng lọc, làm sao giải thoát đặng? Một khi tâm mình còn tham mà không sân, không si cũng không giải thoát. Tâm mình không tham, còn sân, không còn mê si cũng không giải thoát. Tại sao? Tại vì tâm mình chưa sàng lọc, tâm mình chưa tịnh, chưa tịnh không bao giờ giải thoát nha quý vị. Đây là một lời khẳng định. Nếu tâm ta không tịnh, nghe chánh pháp không lọc lừa, nghe chánh pháp không sàng lọc, nghe chánh pháp không thấu hiểu được chánh pháp. Cho nên tâm mình phải tịnh, tánh mình phải bình, thì sao mới sàng lọc trong tâm thức của tất cả chúng ta. Cho nên trong thời kỳ của Đức Thế Tôn còn ở tại thế, thì chúng ta biết trong một lần thuyết pháp của Thế Tôn, có vô số tất cả thánh chúng đều nghe trong hội trường, giống như hội trường của chúng ta, nhưng đông hơn rất là nhiều, gồm có các vị thiên văn, các vị Bồ Tát, các vị A-la-hán, các vị chứng đắc quả vị Tu Đà Hoàng. Tất cả các vị đều có ở đó để nghe Thế Tôn thuyết pháp. Trong hội trường thịnh pháp của Thế Tôn có 5 vị cư sĩ. Thì khi mà nghe Thế Tôn thuyết pháp đó, 5 vị cư sĩ này có những cái hành động vô cùng kỳ quặc. Thứ nhất,
Người đầu tiên nghe Thế Tôn thuyết pháp bên tai nghe Thế Tôn, nhưng mà vị này đang làm gì? Đang ngủ gục trong hội trường. Người thứ hai nghe Thế Tôn thuyết pháp, đây là mẫu chuyện của Phật nghe quý vị. Ở đây không có thêm bớt, Phật truyền thừa như thế nào, mình lấy mẫu chuyện bên Phật chứng minh vào hội trường của chúng ta. Người đầu tiên bên tai nghe Thế Tôn thuyết pháp, thì sau khi nghe Thế Tôn thuyết pháp xong ngủ gục trong hội chúng. Người thứ hai nghe Thế Tôn thuyết pháp, lấy cái nhánh củi khô khự khự cái mảnh đất này tới khự khự mảnh đất khác. Người thứ ba nghe Thế Tôn thuyết pháp, hai cái tay rung rung cái cành cây, xé từng chiếc lá nhỏ. Người thứ tư nghe Thế Tôn thuyết pháp, ánh mắt nhìn lên bầu trời xa xăm. Người cuối cùng nghe Thế Tôn thuyết pháp, không có bất kỳ động tĩnh gì cả. Sau khi nghe Thế Tôn thuyết pháp xong, tất cả hội chúng đều chứng đắc quả vị, duy chỉ có năm vị cư sĩ này không chứng đắc quả vị. Thấy một cái điều khác thường như thế, ngài A Nan mới lời bạch với Đức Thế Tôn. Dạ bạch Đức Thế Tôn, nguyên nhân nào năm vị cư sĩ này nghe chánh pháp của Thế Tôn mà có những cái hành động như thế? Thế Tôn mới trả lời, này A Nan, ông có biết nguyên nhân tại sao không? Năm người cư sĩ này có những cái hành động khi nghe ta thuyết pháp là do từ tiền kiếp trước năm vị cư sĩ này, cái đó là thói quen. Người thứ nhất nghe ta thuyết pháp nhưng mà không lãnh hội, ngủ gục trong hội trường. Người này kiếp trước là con gắn, thích quanh mình trong xó bếp, đó là thói quen tập tính vẫn còn. Người thứ hai nghe ta thuyết pháp, lấy cái nhánh củi khô khự khự cái mảnh đất này tới khự khự mảnh đất khác. Thì người này kiếp trước là con trùng, con dế, thích xuyên từ hang này đến hang nọ, đó là thói quen tập tính vẫn còn. Người thứ ba bên tai nghe Thế Tôn thuyết pháp, rung rung cái cành cây, người này kiếp trước là con khỉ, thích truyền từ cành này đến cành nọ. Người thứ tư nghe Thế Tôn thuyết pháp, ánh mắt nhìn lên bầu trời xa xăm, người này kiếp trước là nhà tiên đón các mệnh tinh của ngôi sao. Người cuối cùng nghe ta thuyết pháp, người này không lãnh hội được chánh pháp. Người này kiếp trước là nhà thiên văn học. Lúc này ông A Nan mới hỏi thêm, dạ bạch Đức Thế Tôn, vậy thì năm vị cư sĩ này có hành động như thế là do kiếp trước họ còn tồn động, sau khi nghe chánh pháp của Thế Tôn, năm vị này có chứng đắc quả vị hay không? Thì Thế Tôn mới trả lời, này A Nan, nghe chánh pháp của Thế Tôn phải tĩnh lặng tư duy, suy xét, tìm hiểu. Năm vị cư sĩ này mặc dầu bên tai nghe pháp của ta nhưng không chiêm nghiệm được. Ngài A Nan mới hỏi, dạ bạch Thế Tôn, tại sao? Tại vì trong tâm của năm vị này còn chứa tam độc chướng rất nặng, A Nan à. Qua lời dạy của Thế Tôn, Thế Tôn mới nói thêm, này tất cả thánh chúng, nếu trong tâm của mình còn chứa tam độc chướng tham sân si, mặc dầu nghe lời của Phật, nghe được chánh pháp của Phật, nhưng sẽ không bao giờ chiêm nghiệm, sẽ không bao giờ tư duy, sẽ không bao giờ sàng lọc, và cuối cùng các ông cũng không lãnh hội được chánh pháp của ta, và tương lai không bao giờ chứng đắc quả vị. Cho nên chúng ta thấy như thế nào quý vị? Có phải là trong tâm của mình còn tam độc chướng là một điều quan trọng đối với chúng ta hay không? Mà nếu mà mình không sàng lọc thì không bao giờ có thể nghe pháp mà cảm nhận được thầy dạy mình như thế nào. Mau trở lại đừng theo tà quỷ, tham, sân, si chớ để trong lòng, phải giữ lòng cho được sạch trong mới thoát khỏi trong dòng bệnh khổ. Cho nên vì thế hôm nay trong buổi sáng này, mình muốn sàng lọc tâm thức của chúng ta, thì tôi và toàn thể chứ quý vị, mình sẽ cùng nhau tìm hiểu các phương pháp để diệt cái tánh tham, các phương pháp để diệt cái tánh sân, và các phương pháp để diệt cái sự mê si tâm tối ngu muội của chúng ta. Bây giờ tam độc chướng đầu tiên đó là gì? Tham lam. Tham lam là gì quý vị? Tham lam là lòng ham muốn quá độ của tất cả chúng sanh, và đây là nguồn tội của biết bao nhiêu sự tội lỗi, phải không? Lúc nãy vị độc giảng viên có đọc cho chúng ta nghe đó. Ác thứ 8 là lòng tham hiểm, muốn bao gồm của thế một mình.
tham nhà cao cửa rộng thân dinh, tham vườn ruộng cò bay thẳng kiến, thấy của người thèm khô nước miếng, tính làm sao lường gạt lấy đi, sẵn túi tham bất cứ chuyện gì, giàu xấu tốt cũng là dồn chứa vô đâu, dồn chứa vô cái túi tham không ngăn, không đáy của tất cả chúng ta, phải không? Phải chi mà cái túi tham của mình nghe quý vị, nó có ngăn, nó có đáy thì mình sẽ dồn chứa một phần, nhưng túi tham của mình không ngăn, không đáy thầy dạy như thế nào, biết sao đầy được túi tham không ngăn, không đáy càng làm không kiên. Cái túi tham của mình không có ngăn, không có đáy, cho nên mình dồn chứa cả cuộc đời của mình vào cái túi tham đó. Khi mình chết mình đem theo được cái gì? Có phải khi mình chết mình đem theo được chỉ có cái túi tham của mình hay không? Nhưng mình ghiền, mình nhiễm, mình không buông bỏ cái túi tham của mình được. Cho nên vì thế hôm nay tất cả chúng ta phải buông bỏ cái sự tham của mình, buông bỏ cái sự ích kỷ, buông bỏ những điều mà chúng ta còn lưu luyến trong trần thế này. Trong kinh Phật dạy mình có 5 cái tánh tham căn bản. Đó là tài, sắc, danh, thực và thùy. Đây là 5 tánh tham căn bản mà Phật chỉ dạy cho tất cả chúng sanh. Tài là gì? Tiền tài. Sắc là sắc đẹp. Danh là danh vọng địa vị. Thực là gì? Ăn uống. Thùy là gì? Ngủ nghỉ. Sự ăn, sự uống, sự ngủ, sự nghỉ, muốn ăn ngon, mặc đẹp, nhà cao, cửa rộng, tiền tài, vật chất, danh vọng, tất cả các thứ trên thế gian đều muốn gồm chứa vào trong cái sự tham của mình. Đó là lời dạy của Phật. Hôm nay Đức Thầy tôn kính của chúng ta dạy mình bao nhiêu cái tánh tham đây? Bao nhiêu? 6 cái tham căn bản, gồm 188 từ trong một tham lam mà Thầy đã dạy mình rất là rõ quý vị ơi. Tôi đọc một đoạn như thế này. Thầy dạy mình tánh tham lam đã làm cho loài người phải chịu bao nhiêu thảm khổ, chiến tranh, cướp bóc, giết người, tham danh, tham lợi, tham sắc, tham tài, tham quyền, tham thế. Những sự tham ấy đã xô đẩy con người vào chẳng biết bao nhiêu cuộc chiến đấu ác liệt, gây nên những thảm họa tài trời, những tấn tuồng giặc giả, những vụ cướp của sát nhân, những vụ hối lộ, những vụ tranh thế giành quyền, đã làm cho nhân sanh điêu linh trong dòng tai nạn khốc hại. Cái tham ấy đã làm cho con người đau buồn, hận, khổ, khóc, đứng, than, ngồi, phải liều mình tự sát vì sự ham muốn không được thực hiện. Người ta quyên sinh vì tình yêu, vì lợi quyền, vì thất trận, những vụ câu xé lẫn nhau, những vụ nồi da sáo thịt, những sự tương sát tương tàn đều do tánh tham lam mà ra cả. Ngày giờ nào loài người diệt được tánh ham muốn của mình, ngày giờ ấy bớt đi một phần lớn của sự khổ, phải không? 188 từ thầy dạy mình rất là rõ ràng, quy chung 6 cái tham: tham danh, tham lợi, tham sắc, tham tài, tham quyền, tham thế. Vậy mình có tham danh không? Có. Có tham lợi không? Có. Có tham sắc không? Có. Có tham tài không? Có. Có quyền không? Có. Có thế không? Có. Hết trơn 6 cái tham này. Không những tín đồ Phật giáo hòa hảo của mình mà tất cả chúng sanh đều có 6 cái tham này cả. Có người hỏi cô Trang ơi, bây giờ mình là tín đồ Phật giáo hòa hảo, cư sĩ tại gia, vừa lo làm ăn vừa lo tu hiền chân chất, mình có danh, có lợi, có quyền, có thế không cô Trang? Có không quý vị? Có. Có hết trơn. Thầy dạy là không bao giờ không có nha quý vị. Có hết trơn. Mình mặc dầu tại gia cư sĩ, học Phật tu nhân, vừa lo làm ăn vừa lo tu hiền chân chất, không làm chức việc, nhưng vẫn có danh, có lợi, có quyền, có thế. Đọc giảng hay, thuyết trình giỏi, làm từ thiện tốt, cái đó có phải là danh của mình không?
Khi cái danh của mình nó nổi lên rồi, mình đi tới chỗ đó người ta không dâng cơm dời nước, người ta không kính trọng, người ta không hỏi han, người ta không quan tâm mình, là bắt đầu cái danh nó kèm với cái bản ngã của mình nó nổi lên. Khi cái ngã của mình nó nổi lên, mình trách người ta tại sao không quan tâm, mình trách người ta tại sao không thương mình trách người ta tại sao không gì đề cao mình đi lên một cái tầng cao mới. Cho nên vì thế khi mà có người ta vào cái danh, cái lợi, cái quyền, cái thế đó là không bao giờ giải thoát được. Khi mà danh lợi quyền thế nó dính với cái gì? Bản ngã của mình đó nghe quý vị. Thì sao thầy dạy như thế nào? Tâm trần tục còn phân nhân ngã thì làm sao thoát khỏi luân hồi? Luân hồi mình không thoát khỏi thì tương lai mình sẽ bị đọa do vướng vào danh lợi quyền thế. Mình cậy quyền, mình cậy thế mà mình quên rằng tất cả chúng ta đều là đồng đạo như nhau. Không có quyền, không có thế, không có trên, không có dưới, tất cả đều bình đẳng. Thầy mình có phân biệt không? Đức Phật khi xưa có dạy mình phân biệt không? Không, không phân biệt giai cấp. Khi nước mắt cùng mặn và máu cùng đỏ, trừ khi nào nước mắt mình không mặn, máu mình không đỏ thì hãy phân biệt giai cấp. Cho nên tất cả chúng ta đều là đồng đạo như nhau. Không ai số 1, cũng không ai số 2. Không ai cao, không ai thấp. Đó là mình không vướng vào danh lợi quyền thế. Thầy dạy như thế nào? Ở đâu dân cũng còn mê, tham câu danh lợi thì sao khó kề thần tiên. Mình tham danh tham lợi, thần tiên mình không còn kề được, làm sao mình giải thoát? Cho nên vì thế vấn đề danh lợi quyền thế mình phải tránh xa. Kế đó là gì? Kế đó là sắc đẹp và tiền tài. Trên thế gian này nếu có cái nào giống như cái sắc nữa đó ha, tất cả chúng ta không bao giờ giải thoát được. Chỉ có một cái sắc thôi mà mình nhiều khi còn tu không bao giờ giải thoát được. Sắc đẹp hại nghiêng thành ngã nước, sắc đẹp làm cho anh hùng phải tử trận, sắc đẹp làm cho nước mất nhà tan, có phải không? Lúc nãy vị đọc giảng viên có đọc cho chúng ta nghe đó, về cái vấn đề sắc đẹp và tiền tài, thầy dạy mình rất là rõ ràng. Tham của tạm làm điều tàn nhẫn, nhắm mắt rồi đâu có mang theo. Tham tiền tài thường vướng nạn eo, tham sắc đẹp nhà tan cửa nát, phải không? Tham tiền tài là vướng vào nạn eo, tham nhũng sẽ gây đến ảnh hưởng đến đất nước, phạm vào tù tội. Tham sắc đẹp là có phải là nhà tan và cửa nát không? Cho nên vấn đề tham sắc là một vấn đề quan trọng, kế đó là tham tiền. Đây là hai vấn đề tham tối thắng của tất cả chúng sanh, không riêng gì Phật giáo hòa hảo của chúng ta. Nếu người tu vướng vào sắc, tương lai không giải thoát, kết quả đọa lạc. Người không tu vướng vào vấn đề sắc, tương lai không phát triển, kết quả cũng đọa lạc. Cho nên tất cả người tu của chúng ta, nếu mình dính vào cái vấn đề tham sắc thì không bao giờ hoàn mãn. Ngài Lã Đồng Tân là một trong bát tiên, ông có để lại cho đời 4 câu thơ nói về cái vấn đề tham sắc rất là tai hại đối với tất cả chúng ta. 4 câu thơ như thế này: nhị bát giai nhân thể tự tô, yêu gian trượng kiếm trảm phàm phu. Tuy nhiên bất kiến nhân đầu lạc, ám lý giáo quân cốt tử khô. Có nghĩa là nhan sắc của người phụ nữ giống như một thanh gươm, có thể trảm hết tất cả phàm phu tục tử. Mặc dầu không thấy đầu lìa khỏi cổ, nhưng xương tủy đã ngấm ngầm khô kiệt do sự tham đắm mê luyến nhan sắc mà ra. Cho nên tất cả chúng ta
mình phải ngăn ngừa vấn đề tham sắc. Vấn đề này là quan trọng đối với tất cả chúng ta. Mình tham sắc nhìn vào gương của vua trụ, đắc kỷ trụ dương, có phải là vì ham mê nhan sắc của đắc kỷ mà trụ dương phải bị nhốt trên lầu lộc đài và thiêu sống cai trị 54 năm với thời của vua trụ không? Cho nên để lại bốn câu thơ rất là quan trọng. Đó là gì? Sắc dục hại nghiêng thành ngã nước, khiến anh hùng mất cả tiếng thanh, thương triều nước mất tan tành, bởi mê đắc kỷ trụ đành chôn thay. Cho nên đó là cái vấn đề, những cái tấm gương mà mình phải tránh xa. Rồi Tây Thi phạm lãi Ngô Phù Sai, nếu không có nhan sắc của Tây Thi, nếu vua Ngô Phù Sai không mê đắm nhan sắc của Tây Thi, thì nước Việt của mình có đặt chân vào được Đông Ngô hay không? Nội mà Ngũ Tử Tư mà kết hợp với Ngô Phù Sai thì làm sao nước Việt của mình đặt chân vào Đông Ngô được, nếu mà không có nhan sắc của Tây Thi. Rồi gương của vua Lê Long Định, chúng ta biết là vua Lê Long Định có một cái biệt hiệu, đó là ngọa triều. Tại sao ông ngọa triều? Tại vì ông mê đắm nhan sắc của tất cả các phi tần, không lo triều chính. Sau này ông mới vướng vào một cái căn bệnh rất là nguy hiểm mà bây giờ mình gọi là bệnh trĩ đó quý vị. Nhưng mà thời xưa thì với công nghệ đó không biết nguyên nhân bệnh trĩ là gì. Mỗi lần mà lên thượng triều là ông phải bắt tất cả quân lính khiêng ông lên đó để mà thượng triều, do sự mê đắm nhan sắc quá nặng. Và ông đã cai trị nhà họ Lê chỉ có 4 năm thôi. Sau đó Lý Công Quẩn lên lật đổ chính quyền họ Lê, và từ đó dòng họ Lý đã cai trị đất nước Việt Nam của chúng ta. Cho nên chúng ta thấy như thế nào quý vị? Vấn đề tham sắc là một vấn đề quan trọng vô cùng đối với tất cả chúng ta. Rồi Điêu Thuyền, Lữ Bố và Động Trác cũng thế. Vì Điêu Thuyền mà Lữ Bố và Động Trác cũng bị giết và cũng bị bại với tay của tất cả những người khác. Cho nên tất cả những cái chuyện đó, cổ tích đó, mình nhìn vào đó để chi? Để găn dạy tâm thức của mình đừng bao giờ mê đắm nhan sắc. Để chi? Để tâm mình điên đảo, tâm mình tu tập không được, mà phải thực hiện vấn đề gì? Nếu có chồng có vợ phải chung thủy một vợ một chồng. Thầy dạy mình như thế nào? Yêu đương nhau đến phút cuối cùng, vợ chồng ấy mới chân hạnh phúc. Mình ngăn ngừa cái vấn đề tham sắc, nếu người có gia đình phải chung thủy một vợ một chồng. Nếu người tu sĩ độc thân, lấy 8 điều răn cấm của Đức Thầy rào cản tâm mình lại. Tại vì cái chữ tâm là quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Nếu mà mình không lấy 8 điều răn cấm kết hợp với niệm Phật rào cản tâm mình, dù người đó có gia đình hay là tu sĩ độc thân cũng phải rào cản tâm mình lại. Phải gìn dục vọng lòng ta, đừng chiều theo nó vậy mà hư thân. Đó là cái vấn đề tham sắc của chúng ta. Lấy gươm trí huệ dọn sạch ma lòng, mài gươm trí cho tinh cho kiếp, dứt tâm trần kiếm chữ sắc không. Phải không quý vị? Vậy thì mình muốn ngăn ngừa cái vấn đề tham sắc phải kết hợp niệm Phật và giữ giới. Mà trong pháp môn Hoàng Diệt thầy dạy mình như thế nào? Nên tìm con đường bát chánh đạo của Phật mà đi, giữ tâm thanh tịnh, làm việc nhân từ, không lòng hờn giận, chẳng giả ghét ganh, chuyên tâm niệm Phật, giúp thế độ đời, đừng chứa điều phiền não và để bụng tham lao ích kỷ gây mối thiện duyên. Lần lần trí huệ được mở mang, cõi lòng sáng suốt thì màn vô minh sẽ bị diệt mất. Một khi màn vô minh diệt mất thì tất cả những mê luyến tham ái của chúng ta đều cũng bị diệt mất. Và thầy dạy thêm chúng ta một đoạn này nữa: nên nay hễ thành tâm niệm Phật, mà nếu được một niệm Phật ắt lìa được một niệm của chúng sanh, mà nếu niệm niệm Phật
thì lìa tất cả niệm chúng sanh cho đến khi nhất tâm bất loạn, chừng ấy các vọng niệm của chúng sanh đã dứt. Thì sao? Thì sự ham muốn và các tình dục còn đâu mà nảy sanh ra được, có phải không? Tất cả chúng ta mình niệm Phật kết hợp với giữ giới thì tất cả dục vọng mình không còn nữa. Kế đó là gì? Tham tiền. Ở đây tất cả chúng ta có thích tiền không? Có không? Ai có? Thích nhiều không? Tất cả chúng ta đều thích tiền, đúng không quý vị? Tất cả chúng ta đều thích tiền. Cô Trang có thích tiền không? Có, phải không? Thích tiền nó khác hơn là tham tiền, phải không quý vị? Mình thích tiền, dùng bàn tay, mồ hôi nước mắt của mình làm ra tiền. Làm ra tiền xong rồi lo cho cha mẹ, đặc biệt là phải lo cho cha mẹ trước. Đó là hai vị Phật sống của mình. Lo cho cha mẹ, lo cho chồng, lo cho vợ, lo cho con cái học hành đầy đủ. Rồi sau đó đem tiền đó làm từ thiện. Đó là cái sự gì? Thích tiền của mình với cái sự chân chánh. Còn thích tiền kèm với bỏng sẻn, kèm với tham lam, kèm với ích kỷ thì sự thích tiền của mình không hoàn mãn. Cho nên đừng bao giờ để cái sự thích tiền của mình nó kết hợp với tham lam bỏng sẻn nha quý vị. Nếu mà kết hợp với tham lam bỏng sẻn thì sự thích tiền của mình sẽ tạo cho mình một cái gì? Một con người ích kỷ, nhỏ mọn, không biết làm những việc phước thiện. Cho nên thầy dạy như thế nào? Tham chi giả tạm của tiền như chim vào lưới, xích xiềng trói thân. Con chim nó sa vào lưới nó đã khổ rồi mà nó còn xích xiềng trói thân nữa, có phải là nó càng khổ không? Hôm nay mình sống trong cái cõi ta bà này là chúng ta đã quá khổ rồi, nhưng mà mình đã vô tình để cái sợi dây tiền tài danh vọng của mình đã trói buộc tâm thức của chúng ta trong vô lượng ức kiếp rồi mà mình quên, phải không quý vị? Cho nên hôm nay đừng bao giờ để cái sợi dây tiền tài vật chất danh vọng trói buộc vào tâm thức của mình. Mình nghĩ mình có tiền 100 tỷ, 100 công ruộng, mình chỉ để vào két sắt, mình chỉ để vào ngân hàng thì số tiền này nó sẽ không mất. Nhưng xin thưa với toàn thể chú quý vị, nếu mình có tiền bỏng sẻn, cái phước kiếp trước mình dư lại kiếp này mình giàu có, mình giàu mà mình không đem tiền ra bố thí thì cái phước mình nó từ con số 10 tuột xuống 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 trở về con số 0. Thì lúc này mình như thế nào? Thầy dạy giàu sang như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn nó tuôn bao nhiêu giờ? 1 giờ. Cho nên vì thế mình đừng bao giờ nghĩ tiền tài của mình là của mình, xài tới đời con đời cháu không hết. Xin thưa, giáng xuống một căn bệnh khi phước mình không còn thì sao? Mình sẽ không còn tài sản nữa. Cho nên hôm nay có tiền phải bố thí, đừng tham tiền, đừng ích kỷ, đừng bỏng sẻn, đừng tham lam và đừng bài mưu tính kế chiếm đoạt tiền của người khác. Mình có tiền đừng bỏng sẻn, mình không có tiền cũng đừng bài mưu tính kế nha quý vị. Nếu mình bài mưu tính kế chiếm đoạt của cả người khác cũng không hoàn mãn. Thầy dạy mình như thế nào? Giả lại ở đời phải có những lúc thăng trầm chìm nổi, có thì ta xài, không ta nhịn, can gì phải bài mưu tính kế chiếm đoạt của kẻ ngoài, của là của chung trong thiên hạ. Đời ta còn nó còn, đời ta mất nó mất, gương thạch sùng dương khải, há không để lại cho ta một bài học thích đáng lắm ru? Cho nên nhìn vào gương của thạch sùng dương khải, biết được điều này, chúng ta sẽ không tham luyến tiền của. Thạch sùng là một vị quan với thời nhà Tây Tấn của nước Trung Hoa. Ông rất là thông minh, nhưng ông thông minh
mà kết hợp với bọn sẻn là trở thành một tai họa cho đất nước. Thạch sùng này chứ không phải là thạch sùng trong mẫu chuyện của chuyện cổ Việt Nam mình nghe. Thạch sùng này là nhà quan với thời Tây Tấn của nước Trung Hoa. Ông rất là thông minh, nhưng mà bọn sẻn bên đây làm quan tham nhũng một mớ, bên đây kết hợp với băng cướp. Làm chi? Một tay che trời yêu cầu băng cướp phải cướp của thương buôn đem về chia cho ông một mớ, bên đây một mớ, bên đây một mớ. Ông mới có tiền rất là nhiều. Có tiền mà không bố thí, có tiền mà không giữ gìn, có tiền mà đem ra khoe. Khoe thì sao? Kích thích lòng tham của người khác. Một vị quan trong triều thấy ông quá giàu đi, đem khoe ra với Dương Khải. Dương Khải là em của hoàng hậu. Khoe rồi sao? Dân sở tâu lên với vua, nói Thạch Sùng dự trữ tiền để phản quốc. Vua thì sao? Thấy được điều đó, ban chiếu chỉ xuống giết Thạch Sùng, tịch thu tài sản toàn bộ của Thạch Sùng hết trơn. Thì chúng ta thấy như thế nào? Đó là có phải là cái sự ích kỷ tham lam của mình và khoe khoang tài cán không? Cho nên thầy đâu có khen thầy chê. Lòng nhân sinh khá tập rèn, Thạch Sùng, Dương Khải, sách đèn, ai ưa, phải không quý vị? Thầy chê, thầy đâu có khen. Cho nên hôm nay mình là người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, nhìn vào những tấm gương đó mà tránh xa. Thứ nhất, không bỏ sẻn tham lam. Thứ hai, không khoe khoang tài cán. Thứ ba, không mưu cầu để mà chiếm đoạt tài sản của người khác. Đó là tất cả 6 cái tham: danh, lợi, sắc, tài, quyền, thế. Bây giờ muốn diệt tham, mình phải làm sao? Muốn diệt tham, mình phải như thế nào? Thầy dạy như thế nào? Dạ. Muốn trừ tham phải liệu cách nào? Phải bố thí, diệt lòng ích kỷ, tâm chánh niệm, thường thường suy nghĩ, vật ở trần như bọt nước làn mây. Thân ta còn rài đó mai đây, của ấy cũng khi tan khi hiệp, phải không quý vị? Hôm nay hơi thở mình thở ra, hít vào, một khi thở ra mà hít vào không được, có phải là tiền, tài, vật chất, vợ đẹp, con cưng, nhà cao, cửa rộng, tất cả các thứ đều không thuộc về của mình, phải không? Hôm nay mình còn sống mà tiền, tài, vật chất, vợ đẹp, con cưng, nhà cao, cửa rộng còn hôm nay là của mình, chưa chắc gì ngày mai là của mình nữa. Biết được điều này, đừng bao giờ bỏ sẻn tham lam. Nhưng mà cái tánh của mình thì không được như vậy. Mình biết đời là vô thường giả tạm đó, nhưng mà mình vẫn ghiền, mình vẫn nhiễm. Thầy dạy như thế nào? Hố sâu tình dục lại ghiền, ghiền cho đến lúc chúng khiêng quan tài, nhắm mắt cũng nắm hai tay, đâu đem tiền của đem rài hầu non. Hầu non là gì? Chữ hầu là thê thiếp, chữ non là trẻ, hầu non là thê thiếp trẻ. Đây là trong từ điển Hán Việt dịch ra câu giảng của Đức Thầy nha quý vị. Cho đây bản thân của chúng tôi không dùng kim ngôn của mình mà nói ra những điều không biết. Chữ hầu non là thê thiếp trẻ, thì tiền tài vợ trẻ không đem theo được, mình chỉ đem theo cái gì? Chỉ có tội phước hỡi còn. Đến nơi thẩm phán cửa son diêm đài, phước nhiều tiên cảnh lên rài, tội nhiều xa đỏ nhiều ngày thảm thê. Mình chỉ đem theo tội và phước thôi, chứ mình đâu có đem được tiền tài vật chất vợ đẹp con cưng. Biết được điều này, quán chiếu điều này, đừng sanh lòng tham, mà phải bố thí để diệt đi cái sự ích kỷ tham lam bỏ sẻ của mình. Bố thí bằng tâm chánh niệm của mình, đừng bao giờ để cái sự bố thí mong cầu đền đáp, mong cầu ghi nhớ, mong cầu mang ơn, thì cái sự bố thí của mình cũng không hoàn mãn. Đó là cái sự bố thí quán vô thường, vừa diệt trừ tánh tham,
vừa biết được thân mình là giả tạm, có ai khẳng định với tôi là chiều nay mình còn thở không? Có ai ở đây khẳng định với tôi là chiều nay mình còn sống không? Không, đúng không? Bản thân của tôi còn chưa khẳng định là chút xíu mình còn sống được hay không. Tivi, tủ lạnh có bảo hành, nhưng chưa bao giờ cuộc đời của con người mình bảo hành từ đây đến chiều mình còn thở được hay không. Cho nên tất cả những điều này biết được, dùng trí huệ phàm phu của chúng ta biết được điều này, quán chiếu để chi? Diệt cái sự ích kỷ của mình, tạo phước để phước nhiều, tiên cảnh lên dài, mình sẽ không bao giờ bị sa đọa, diệt trừ tánh bỏng sẻn tham lam của chúng ta. Kế đó là gì nữa? Tin sâu nhân quả để diệt lòng tham của mình. Gieo nhân nào hưởng quả đó, không sai chạy. Hồi trước tới giờ có ai gieo sầu riêng mà hưởng trái ớt không? Có ai gieo cam mà hưởng bưởi không? Phải không? Gieo ớt là hưởng ớt, gieo sầu riêng là hưởng sầu riêng, gieo cam là hưởng cam, gieo bưởi là hưởng bưởi. Thì nhân quả cũng thế. Đừng bao giờ nói hôm nay tôi làm cái việc ác mà tôi mong cái phước lành, không bao giờ có đâu. Thầy dạy như thế nào? Luật nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chí có ngày thông thả. Cho nên mình phải biết luật nhân quả như thế nào. Hôm nay vì cái sự tham của mình đá gà, đánh bài, cờ bạc, có phải là gieo nhân bất thiện không? Bây giờ gieo nhân bất thiện mà muốn hưởng cái quả lành, giàu có, tỷ phú thì ở đâu ra? Mình gieo cái nhân bất thiện, mình sẽ hưởng một cái quả bất thiện là gì? Tù tội. Mình đá gà, trộm cướp, giết người thì phải phạm pháp, gây ảnh hưởng đến xã hội, ảnh hưởng đến đất nước, thì tương lai mình sẽ bị tù tội, hoặc là bị nặng hơn nữa là tử hình. Rồi bây giờ mình gieo một cái nhân duyên bất thiện nữa, đó là gì? Cướp của, giết người. Khi chúng ta cướp của, giết người, đó là gieo một cái nhân bất thiện, thì mình sẽ hưởng một cái quả bất thiện là gì? Đó là tử hình hoặc là tù chung thân. Rồi bây giờ vì cái sự tham tiền, mình gieo một cái nhân, đó là gì? Đó là số đề, bao lô, phải không? Mình bao lô số đề, mong cầu 1 trúng 80 gì đó, gieo một cái nhân bất thiện. Mình đợi 4:30 chiều mời 5 em ra quay số, phải không? Ngồi mình không muốn làm gì cả, muốn ngồi không để mà hưởng lợi. Bây giờ bao lô số đề, đợi 4:30 chiều mời 5 em ra quay số, ngồi ở nhà không, mong cầu hưởng lợi, không làm động tay chân, muốn giàu có thì giàu ở đâu ra? Mời, đợi 4:30 chiều mời 5 em cho quay số, đợi hoài, bữa nào hên nó trúng thì gỡ lại vốn, bữa nào mà nó thua là nó mất cả chì lẫn cài luôn. Mà đợi mỗi buổi chiều mời 5 em cho quay số 4-5 năm sau thì sao? Mời 5 em ra đo đất, phải không quý vị? Đất xa đất xa bán trước, đất gần bán sau. Hồi đó giờ có ai đánh số đề mà giàu có không? Nếu mà đánh số mà giàu có thì tất cả đất nước Việt Nam của mình, Bộ Ngoại giao Kinh tế, tất cả những nhà đầu tư, tất cả những nhà kinh tế đều đóng cửa hết trơn. Đó là gì? Gieo nhân bất thiện, mong hưởng cái quả thiện ở đâu ra? Tỷ phú Phạm Nhật Vượng, ông muốn có được cái sự tỷ phú ngày hôm nay là do cái sự trí huệ của ông, kèm với đôi bàn tay cần cù này và những giọt mồ hôi trên gương mặt của người lao động mới có tỷ phú Phạm Nhật Vượng như ngày hôm nay. Hôm nay mình không lao động, mình muốn ngồi không hưởng quả, quả mình bất thiện, thì làm sao mình hưởng được một cái quả thiện lành đây? Cho nên biết được nhân quả, trồng bông kiển giống chi hưởng nấy, biết được điều này, không sanh tánh tham. Kế đó là gì? Tri túc hiểu dục. Tri túc là biết đủ, hiểu dục là muốn ít.
tri túc thiểu dục biết đủ muốn ích để diệt đi cái sự tham lam của tất cả chúng ta. Vậy thì kính thưa toàn thể chư quý vị, qua cái tam độc chứng đầu tiên tham lam, muốn diệt được nó mình có ba cách, đó là bố thí và nhân quả, tri túc thiểu dục. Đây là ba cách để áp dụng vô tham lam của tất cả chúng ta, diệt đi bản ngã, diệt đi tham lam, không mong cầu cái sự tham đắm mê luyến của mình. Kế đó là tam độc chứng thứ hai là gì? Sân nộ. Sân nộ là gì? Là cái sự vui vẻ của tất cả chúng ta, phải không? Không, chứ là cái gì? À, đúng rồi, sân nộ là sự nóng giận trong tâm thức của tất cả chúng ta. Và đây là tam độc chứng thứ hai. Và tất cả chúng ta, kể cả bản thân của chúng tôi và toàn thể chư quý vị ngồi đây, mình còn vướng vào cái vấn đề sân nộ này rất là nhiều quý vị. Nhiều khi tham mình không có, mê si mình không có, nhưng mà cái sân của mình đâu đó trong tâm thức của mình lâu lâu cũng khởi lên một cái niệm sân. Một khi mình khởi lên niệm sân thì sao? Kinh Phật dạy: nhất niệm sân tâm khởi, quả thiêu công đức lâm. Một niệm sân khởi lên thiêu rụi cả một rừng công đức của chúng ta. Bây giờ mình đội gom từ ở ngoài ruộng mà đội vào trước cửa nhà của mình, có phải là cực khổ không? Từng bó đội thành một đống gom thật là lớn, có phải là cực không? Nhưng mà vô tình cái ống quẹt mà nó gớt vào cái đống gom của mình, có phải là 1 phút 30 giây cái đống gom của mình thiêu trụi hết trơn không? Cũng như thế, công đức của mình tu, tu tập tạo dựng rất là khó, nhưng một khi tâm thức của mình khởi lên một cái vọng niệm sân là thiêu rụi hết trơn cả rừng công đức của chúng ta. Nhất niệm sân tâm khởi, bách vạn chướng môn khai. Một niệm sân khởi lên, trăm vạn cửa chướng mở. Mở để làm chi? Để chào đón linh hồn tội lỗi của tất cả chúng ta. Lúc này đường Tây Phương mình đã bật đường về rồi. Khi khởi tâm sân rồi thì sao? Làm sao về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc được? Cảnh giới đó là đất bằng vàng, thảo mộc bằng châu, có nước bát công đức. Mình là người còn nóng giận, làm sao về cảnh giới của Phật được? Cho nên đừng bao giờ để tâm thức của mình khởi lên một cái sự nóng giận mê lầm ở trong đó. Thầy dạy mình như thế nào? Ác thứ 9, hận sân luận tiếp. Lửa trong tâm chẳng đốt mà lừng, nổi lôi đình đâu có định chừng. Cho ta biết mà con giữ trước. Tất cả chúng ta đều có một cái niệm sân lên từ trước tới nay. Có ai tự nói với bản thân của mình là mình không nóng giận không? Có không mấy cô? Có. Cô Trang có nóng giận không? Có. Hôm nay mình tu là mình sửa, phải không? Mình sửa từ từ, mình đẻo bào gột giũa tâm thức của mình từ từ để cơn giận của mình nó kìm hãm xuống. Nếu mà chúng ta để cơn giận nó bộc phát lên rồi, hồi đó giờ có ai giận mà khôn không? Có ai giận mà thông minh không? Có ai giận mà đẹp không? Cho nên thầy dạy như thế nào? Tánh sân nộ thường làm bạo ngược, nên loài người ở cõi thế gian giận hờn nhau thù oán dãy tràn, mới có cuộc tranh tài đấu lực, hơn tự đắc khoe khoang vọng sức, phải bị người hiềm khích ghét ganh. Thua hổ ngươi làm chuyện bất lành, gây nghiệp dữ, quan quan tương báo. Trong cơn giận kể gì nhân đạo, tỷ như con cọp dữ trên rừng, gặp thịt con cấu xé tưng bừng, phân từng mảnh mới là hỏa dạ. Cho nên một khi tâm thức của mình khởi lên cái sự nóng giận nha quý vị, có phải mình muốn phanh thay xẻ thịt người khác mới thỏa cái cơn giận không? Người đời nóng giận lên, đầu tiên phát ra là khẩu của mình phát trước, nói những lời này lời kia nặng nhẹ người khác, sau đó nói chưa thỏa dạ dùng những hành động đánh chém
giặc tầm cho thỏa cái cơn giận. Còn mình là người tu, phải không? Nhiều khi mình là người tu nghe quý vị, mình giận đồng đạo mình quá, mình đâu có nói, mình đâu có làm những hành động gì. Có phải là mình chỉ là dùng cái khẩu của mình không? Phải không? Khi mình giận đồng đạo của mình, có phải là mình dùng cái khẩu của mình lưỡng thiệt ý ngôn ác khẩu dòng ngữ không? Và mình dùng cái tay của mình chỉ vào người khác. Nhưng mà chúng ta quên rằng một khi mình chỉ một ngón tay vào người khác, có phải là ba ngón còn lại đang chỉ vào chính bản thân của mình không? Phải không quý vị? Nhiều khi mình nóng giận lên, mình dùng những cái lời nói của mình phạm vào bốn cái điều ác. Sau đó mình dùng cái hành động của mình, tức là ngón tay của mình chỉ người ta, nhưng ba ngón còn lại đang chỉ thẳng vào mình. Cho nên đây là cái sự gì? Cái sự thiệt thòi của chúng ta. Mình nổi giận, tương lai mình bị đỏ, nhưng mà người khác người ta không nổi giận với mình. Có phải là tất cả những điều giận đó mình là cái người lãnh hết trơn hay không? Đó là cái sự nóng giận của mình. Cho nên hôm nay thầy dạy mình phải quạt tắt cái ngọn lửa sân, đừng bao giờ để tâm thức nó khởi lên. Một khi nó khởi rồi, bao nhiêu công đức tu hành tạo tác của chúng ta đều mất trong vòng vỏn vẹn một phút. Tôi nói một phút là nó nhiều đó nghe quý vị. Khoảng chừng 10 giây hoặc là 20 giây thôi. Tất cả công đức của chúng ta đều thiêu trụi. Do gì? Do cái khẩu bị xui khiến cái cơn nóng giận của chúng ta. Nên hôm nay mình muốn diệt xong, thầy dạy mình như thế nào? Diệt được nó tâm trần thông thả, ta thường nên tập tánh khoan dung. Thiệt hành đi đừng có ngại ngùng, tha thứ kẻ lỗi lầm ngu xuẩn. Và nhẫn nhịn đừng ham tranh luận, khỏi mất lòng tất cả mọi người. Tánh thuần lương vẻ mặt vui tươi, vậy mới đáng tín đồ Phật giáo. Chưa. Nay ta đã quy y cầu đạo, cây gỗ là trái thuyết từ bi. Đó là gì? Đó là ba cách để mà chúng ta diệt cái ngọn lửa sân của mình. Đó là khoan dung, nhẫn nhịn và từ bi để độ sân. Đầu tiên là khoan dung. Có người nói cô Trang ơi, bây giờ giận quá làm sao khoan dung được? Bây giờ tôi gặp là tôi giận rồi, làm sao khoan dung, làm sao tha thứ? Khi mà cái cơn giận nó nổi lên rồi, làm sao mà tôi tha thứ được? Làm sao mà tha thứ được đây? Tôi nói bây giờ không tha thứ được cũng phải tha thứ. Hôm nay không được, ngày mai được, ngày mai không được, ngày mốt được. Mình là người tu mà, đúng không? Mình tu là tu cả một đời, chứ đâu phải là tu một ngày một bữa, phải không quý vị? Hôm nay mình ăn chay 4 ngày, mình tăng lên 10 ngày, mình tăng lên 1 tháng, mình tăng lên ăn chay trường được, thì tại sao mình không khoan dung được? Mình tu là sửa xấu ra tốt, sửa dốt ra thông, sửa dại thành ngay, sửa hư hèn thành đúng đắn, sửa phàm nhân thành thánh nhân, sửa chúng sanh thành Phật. Hôm nay mình là chúng sanh, tôi và quý vị là chúng sanh, mình đang sửa thành Phật, thì mình phải như thế nào? Phải đẻo bào gọt giũa. Tại sao lại không khoan dung được? Nếu không khoan dung được thì từ ở đâu, bi ở đâu, hỷ ở đâu, xả ở đâu đây? Cho nên vì thế mình phải khoan dung. Thầy dạy mình như thế nào trong điều căn cấm thứ hai? Chút xíu nữa mình sẽ nghe giáo lý viên Phan Trí Tâm trình bày 8 điều răn cấm. Điều căn cấm thứ hai thầy dạy như thế nào? Ta chẳng nên gây gỗ lẫn nhau, hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Mình phải khoan dung. Và cái điều cuối cùng trong 8 điều răn cấm thầy dạy như thế nào? Đạo Pháp thường hay dung với hòa, xét người cho tột xét thân ta. Nếu người rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người thì sao? Người thứ ta. Cho nên mình phải khoan dung. Bây giờ đồng đạo mà người ta có lỡ nói này nói kia, mình phải khoan dung.
mình phải từ bi, mình phải hỷ xả. Đó là gì? Khoan dung, tha thứ, thể hiện tinh thần của hòa hảo. Kế đó là gì? Nhẫn nhịn. Ai chửi mắng thì ta giả điếc, đợi cho người hết giận ta khuyên. Chữ nhẫn hòa ta để đầu tiên thì đâu có mang câu thù oán. Bây giờ người ta có nói nặng nói nhẹ mình, người ta có nói cay nói đắng mình, thì sao? Nhẫn hết trơn. Không nhẫn được cũng phải nhẫn. Và ví dụ như đồng đạo có nói này nói kia mình, quý vị nghe lời tôi, leo lên xe bỏ về nhà đi, đừng có tranh cãi gì cả. Leo lên xe bỏ về nhà, một tuần hai tuần lễ sau gặp đồng đạo lôi vào bàn tròn. Nghe nói hôm đó anh nói tôi vậy đó, tôi cũng buồn lắm. Nhưng mà tôi thấy anh nóng quá hay là chị nóng quá, thôi bây giờ mình cho qua. Có người nói cô Trang ơi, làm như vậy không có được, khi giận lên rồi tôi làm cũng không được. Bây giờ con mới nói như thế này, nếu mà cô làm không được, khi thầy về đó, rồi thầy nói hổm gài con ở đây con tu làm sao rồi con? Cái nói thầy ơi, cái gì con làm cũng được, con cái con còn hơi nóng quá. Thầy nói hơi nóng hả con? Vậy thì ra cái hàng dừa ở tổ đình ngồi đi con. Lúc đó sửa làm sao kịp phải không? Lúc đó nói thầy ơi, cái gì con cũng làm được, chỉ có cái con hơi giận, hơi hờn, không có nhẫn nhịn được. Chứ cái tấm lòng con nó tốt lắm thầy ơi, mình tốt mà mình còn nổi giận thì cái đó nó tốt dữ chưa, phải không? Cho nên vì thế khi thầy trở lại mình tu không kịp. Nhưng quý vị, thầy dạy thế nào? Tu kiếp kiếp nếu không quá trễ, chừng đối đầu khó kiếm điên hùng, cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác thì sao? Đến sau tiêu diệt. Cho nên người còn nóng giận là người hiền hay là người hung? Người hung phải không? Nếu mà người hung thì làm sao vào dự đại hội Long Hoa kiến diện bậc chân sư tu hành mau đắc quả được? Cho nên mình phải khoan dung, nhẫn nhịn để diệt đi cái sự nóng giận của mình. Kế đó là gì? Từ bi. Phương pháp cuối cùng đó là từ bi. Để mà chúng ta độ xong, từ bi ở đây có hai nghĩa. Từ bi là nền đạo của mình, từ bi là tâm của chúng ta. Mình cự cãi, tranh luận, hơn thua, nhìn vào hai từ hòa hảo, lúc đó tự khắc mình bớt đi cái sự nóng giận. Chữ hòa là thuận thảo, chữ hảo là tốt đẹp. Bây giờ mình tranh cãi hơn thua nội đi cầu nguyện, mà cái chữ giái với cái chữ nam mô thôi đó ha, là ngồi trong bàn tròn cự xanh mặt tía tai hết trơn. Ông sứ ngôn này thích cái từ giái, ông sứ ngôn kia thích cái từ nam mô, bắt đầu cự cãi xanh mặt trong bàn tròn hết trơn. Người ta nhìn vào đánh giá cái đạo Phật giáo hòa hảo của thầy mình, có phải đó là mình làm sai với yếu chỉ của thầy không? Thầy dạy mình có chia rẽ không? Không. Thầy dạy mình có phân biệt không? Không. Thầy dạy mình có cự cãi không? Tất cả đều không, đều do mình hết trơn. Cho nên muốn làm điều gì phải nhìn thầy, nhìn cái nền đạo mà thầy đã khó công khổ dựng để mà chúng ta có được một cái nền đạo như ngày hôm nay. Nhớ điều đó để diệt đi cái sự cự cãi, hơn thua, tranh luận. Còn cái từ bi thứ hai là trong tâm thức của mình. Ai nói nặng nói nhẹ gì đó, lấy câu giảng của Đức Thầy áp dụng vô. Diệt hung ác thể vừa thấp thoáng, chữ từ bi ta diệt nó liền. Sự quán thù đáp lại chữ hiền thì sao? Thì thù quán tiêu tan mất hết. Đó là gì? Đó là ba phương pháp để diệt đi cái sự nóng giận của mình: khoan dung, nhẫn nhịn và từ bi. Đây là ba cái quạt ba tiêu để quạt tắt ngọn lửa sân. Trong bài Sa Đéc thầy dạy mình rất là rõ ràng: chúng sanh nên tầm quạt ba tiêu, chữa quả diệm nơi tâm cho tắt, thì đạo hạnh ngày kia mới đắc. Chớ chứa hờn đứa giữ ích chi, phận tu hành tai gác mặt sao mặt lì, chịu cay đắng của người sang sớ.
mình tu là mặt mình phải lì nha quý vị. Đóng cái kệ để lên, ai nói gì kệ, ai nói nặng nói nhẹ kệ, ai nói cay nói đắng kệ, ai nói tu tối ngày đi làm chuyện tào lao kệ luôn. Mình tu là mặt mình phải lì, mình mới tu được. Cho nên vì thế phải thực hiện cái vấn đề này để quạt tắt ngọn lửa sân. Cuối cùng là gì? Là cái sự mê si của tất cả chúng ta. Đây là tam độc chướng cuối cùng. Mê si là gì? Là sự mê si tâm tối ngu muội của tất cả chúng ta. Mê si trái với trí huệ. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy như thế nào? Mê si là mẹ đẻ của muôn tội lỗi, trí huệ là cha sanh của muôn hạnh lành. Không nhận rõ sự lý, tức cái tâm vô minh. Mình không nhận rõ sự lý là tâm mình là gì? Tâm vô minh. Thầy dạy thế nào? Ác thứ 10 đoạn chốt mê si nguyên tâm tối từ hồi vô thủy. Màn vô minh che mờ căn trí nên thường hay nhận ngụy làm chơn. Lo quyển thân vật chất kém hơn chẳng tìm biết tinh thần đạo đức. Cho nên cái sự mê si là cái sự tâm tối ngu muội của tất cả chúng sanh. Bây giờ có người hỏi mê si là như thế nào cô Trang? Mê si là không phân biệt được chánh, tà, chơn hư, đúng sai và chân thật. Tôi nói bây giờ mình tu theo đạo Phật giáo hòa hảo của thầy mình. Thầy mình chủ trương ba ngôi thờ cúng phải không? Bây giờ mình thờ ngoài cửu quyền, tam bảo, bàn thông thiên, có thờ thêm một ngôi nào nữa không? Có không mấy cô? Không. Nhưng hôm nay do sự nghe tin vào cái lời gù quến bên ngoài, mình thờ thêm một ngôi thứ tư nữa. Thì đó là gì? Đó là cái sự mê si của tất cả chúng ta. Khi người khác bước vào tư gia của mình, người ta nói nghe, người ta hỏi mình, nghe nói ông tu theo đạo Phật giáo hòa hảo. Tôi nghe nói thầy ông chủ trương ba ngôi thờ cúng, mà bây giờ ông thờ cái ngôi thứ tư là như thế nào? Có thể trả lời cho tôi được hay không? Thì lúc đó làm sao mình trả lời với tôn giáo bạn? Làm sao mình trả lời với cái người đã tin tưởng vào đạo Phật giáo hòa hảo? Mình là cái người chính mình làm cho nền đạo của thầy mình bị biến tướng do cái sự gì? Mê si vô minh của tất cả chúng ta. Thầy mình chủ trương ba ngôi thờ cúng mà mình thờ cái ngôi thứ tư, thứ năm nữa, thì có phải chính mình làm cho đạo của mình bị biến tướng hay không? Rồi bây giờ có tình trạng là trước cửu quyền thất tổ cúng xong không niệm Phật, vậy thì mình niệm cái gì đây? Cái đó có phải là cái sự mê si tâm tối ngu muội của tất cả chúng ta không? Chính mình làm cho nền đạo của thầy mình từ chỗ chánh thành chỗ tà. Do gì? Do sự vô minh mê muội của tất cả chúng ta nghe lời rù quến bên tai mình nè. Cho nên thầy dạy mình, các đạo tà mưu khéo âm thầm, dân gán tránh kẻo lâm mà khổ chúng nó xuống. Khuyên răng nhiều chỗ dùng phép màu lè mắt chúng sanh, ai ham linh theo nó tập tành, xa cạm bẫy khó mong sống sót. Cho nên đừng bao giờ để cái sự vô minh ảnh hưởng đến nền đạo của mình. Bây giờ tới vấn đề coi bói. Cắt nhà, cưới gả con phải coi bói. Vậy thì cái ngày đó tốt để mình cắt nhà, 364 ngày còn lại, không phải là ngày tốt hay sao? Rồi bây giờ mình coi bói để mà cưới gả. Vậy thì nếu ông thầy bói đó ông coi đúng thì tất cả những cuộc ly hôn, tôi nói bây giờ ở cái xã huyện Tâm Nông này hàng năm có cả trăm cái cuộc ly hôn. Vậy thì cả trăm cái cuộc ly hôn này có phải là do ông thầy bói coi lúc đó là hai cái tuổi này tốt không? Cho nên đừng bao giờ để cái sự mê tín, đừng bao giờ để cái sự gì không biết chánh tà rù quến tâm thức của mình bị vô minh chi phối mà sai lệch đi chánh kiến, sai lệch đi nền đạo của thầy, sai lệch đi nền đạo chánh của đạo Phật giáo hòa hảo. Chúng ta biết Việt Nam của mình được thế giới công nhận là gì không?
kho tàng tín ngưỡng tôn giáo gồm có 43 tổ chức thuộc 16 tôn giáo được nhà nước công nhận, gồm 29.658 cơ sở thờ tự khắp tất cả các nước Việt Nam. Trong 16 tôn giáo này có 6 tôn giáo lớn được nhà nước công nhận, đó là Công giáo Hồi giáo Thiên, Công giáo Hồi giáo Tin lành, Cao đài và Phật giáo Hòa hảo. Đây là 6 tôn giáo được nhà nước công nhận mình đang tu theo đạo chánh, hành trì theo quyển sấm giảng thi dân giáo lý thầy chỉ dạy cho mình. Tại sao mình để cho tâm thức của mình bị rù quến vào những vấn đề mê tín, những vấn đề không phân biệt chánh tà? Khi thầy mình trở về, có phải mình là cái người mang tội với thầy mình không? Cho nên thầy dạy tội ác này do sự thiếu óc phán đoán, thiếu sự nghĩ suy mà ra. Và con người thường hay ít phân biệt được lẽ phải trái, bo bo giữ những thiện kiến sai lầm, chẳng nhìn nhận chân lý, suốt cả đời ngu muội, chỉ biết mê mang theo những vật nhỏ nhen mau tan mau rã, chỉ biết tin bướng làm càng, chẳng tìm hiểu con đường giải thoát. Đó là lời thầy dạy. Mình mê mang, mình tin bướng làm càng thì sao? Thì luân hồi sanh tử. Cho nên hôm nay mình muốn diệt đi cái sự mê si tâm tối ngu muội của tất cả chúng ta thì mình phải làm sao? Thầy dạy diệt mê si phải nương thuyền giác, muôn việc làm tránh trực khôn ngoan, đừng bạ đâu tin bướng nghe càng, làm ngu muội đọa thân uổng kiếp. Bây giờ muốn diệt mê si phải nương theo thuyền giác. Thuyền giác ở đây là gì? Chữ thuyền y dài. Chữ thuyền này là chữ thuyền y dài, là con thuyền đại đạo, chứ không phải là chữ y ngắn nha quý vị. Muốn lên con thuyền đại đạo này thì chúng ta phải có thiền định và trí huệ. Muốn có thiền định đặt làm thể, trí huệ đặt làm mạng, linh hồn nhập liên hoa siêu sanh vào cõi niết bàn, là mình phải thực hiện tất cả phương pháp diệt vô minh. Đầu tiên là phương pháp gì? Danh tư tu. Phương pháp diệt vô minh, phương pháp môn hoàng diệt, phương pháp thập nhị nhân duyên, và cuối cùng đó là gì? Tu thiền và tu tịnh để diệt phá cái sự vô minh tâm tối của tất cả chúng sanh. Tu thiền là gì? Trở về nội tâm tĩnh lự tư duy. Ai ai cũng gán xét mình, nếu còn tánh xấu thì đem vào trong, phải không? Phải đem vào trong không? Dạ, đừng có đem vào trong nghe. À, nãy giờ nghe mê mẩn tới đem vào trong cái nhớ sực lại, cười lên liền nghe. Ai ai cũng ráng xét mình, nếu còn tánh xấu thì rinh ra ngoài. Mình phải trở về nội tâm, quét gác trong tâm thức của mình, đó là tu thiền. Từ bấy lâu nay mình tu mấy chục năm, mình nhìn cái lỗi của người ta không? Người ta có lỗi, mình không lỗi, có phải là mình tu giùm người ta không? Mấy chục năm rồi mình nhìn vào cái tâm của người ta, mình chỉ cho người ta cái gác của người ta. Người ta quét gác, mình không quét. Kết quả người ta giải thoát, mình ở lại trần gian. Có phải là mình tu giùm người ta không? Hôm nay tu thiền là trở về nội tâm, quét gác trong tâm thức của mình, tĩnh lự tư duy. Ai mà biết chữ tu trì, tâm bình tĩnh thì sao? Được thì phát gì? Phát quảo hay phát huệ? Phát huệ. Ai mà biết chữ tu trì, tâm bình tĩnh được thì phát huệ, chứ không phải là phát quạo nghe. Ngồi mà tĩnh lự tu di một hồi nhớ cái này nhớ cái kia, hồi phát quạo nữa. Đó là tu thiền, trở về nội tâm tĩnh lự tư di, quét gác trong tâm của mình để tâm bình tĩnh, trí huệ phát khai, dẹp phá màn vô minh che mờ căn trí, kết hợp với cái gì? Niệm Phật ở trên, giữ giới niệm Phật ở đây. Tu thiền kết hợp với niệm Phật
thì mình sẽ dẹp phá màn vô minh. Niệm Phật có hai cách. Thứ nhất, cúng xong ngồi thẳng lưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng được. Cái từ cũng được của Đức Thầy là Thầy biết căn cơ trình độ của tất cả chúng sanh trong thời buổi hạ quân mạt pháp này, không thể nào ngồi niệm Phật một chỗ hoài được, mà còn phải lo công kinh tế, công việc làm ăn, lo cho gia đình. Cho nên Thầy tùy vào căn cơ trình độ của tất cả chúng sanh, Thầy đưa ra cái phương pháp thứ hai, đó là thực hiện tứ quan nghi, có nghĩa là Nam Mô A Di Đà Phật 6 chữ, đi đứng nằm ngồi ráng niệm chớ quên không đợi gì thời khắc, và ráng trì tâm tưởng niệm canh thâu nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp. Đó là hai phương pháp để diệt phá màn vô minh che mờ căn trí mà lúc nãy tôi đã có đọc cho quý vị nghe rồi trong bài Pháp Môn Hoàng Diệt đó. Nên tìm con đường bát chánh đạo của Phật mà đi, giữ tâm thanh tịnh là mình đang tu thiền, làm việc nhân từ, không lòng hờn giận, chẳng dạ ghét ganh, chuyên tâm niệm Phật là mình đang tu tịnh, giúp thế độ đời, đừng chứa điều phiền não và để bụng tham lao ích kỷ, gây mối thiện duyên, lần lần trí huệ được mở mang, cõi lòng sáng suốt, thì sao? Thì màn vô minh sẽ bị diệt mất. Khi màn vô minh diệt, kiếm huệ hiện bài, kiếm huệ hiện bài, trí huệ phát khai, màn vô minh chúng ta sẽ không còn ngự trị. Một khi không còn ngự trị thì sao? Tâm bình, tánh tịnh, tương lai giải thoát tịnh lạc. Kính thưa toàn thể chư quý vị, vậy thì qua cái chuyên đề ý nghiệp, đó là tam nghiệp, tham lam, sân nộ, mê si, đây là ba tam độc chướng quan trọng trong đường tu của tất cả chúng ta. Tam độc chướng này có 8 cách trị. Muốn trị tham lam phải bố thí, quán vô thường, tin sâu nhân quả, gieo nhân nào hưởng quả đó, biết tri túc thiểu dục để diệt trừ cái sự tham. Muốn diệt xong là phải gì? Khoan dung, nhẫn nhịn và từ bi, đó là 6 cách. Muốn diệt mê si phải tu thiền và tu tịnh, đó là 8 cách đối trị tam độc chướng tham sân si. Khi tam độc chướng tham sân si không còn, ý nghiệp thanh tịnh, ý thanh tịnh, khẩu mình sẽ thanh tịnh, khẩu mình thanh tịnh, thân mình cũng sẽ thanh tịnh. Một khi tam nghiệp thanh tịnh thì sao? Tam nghiệp đồng thanh tịnh thì đồng Phật giảng Tây Phương, phải không quý vị? Cho nên kính thưa toàn thể chú quý vị, tất cả chúng ta trong thời buổi hạ quân này, mình ít có khi nhìn lại tâm mình ít có khi nhìn lại cái sự tham đắm mê luyến trong cõi trần của tất cả chúng ta. Nhiều khi mình tu mà mình quên cái tam độc chướng tham sân si này, mình lo giữ khẩu, lo giữ thân, nhưng ý chúng ta quên giữ, để cho nó rong cuồng, để cho nó phát lên những cái điều tai hại và luân hồi sanh tử mãi mãi. Hôm nay qua cái chuyên đề ý nghiệp, tôi và toàn thể chú quý vị, mình sẽ cố gắng để cho ý nghiệp mình thanh tịnh. Một khi ý thanh tịnh, tất cả mọi điều đều thanh tịnh. Và khi chúng ta đã thanh tịnh rồi thì chúng ta sẽ hoàn mãn trong đường tu của mình. Thầy dạy cầu tịnh ba nghiệp xong xuôi, Tây Phương quyết báo, chung vui Phật đài. Hôm nay tất cả chúng ta vẫn còn là người phàm, vẫn còn một chút gì đó tham luyến, vẫn còn một chút gì đó sân nộ, vẫn còn một chút gì đó mê si. Nhưng nguyện với lòng rằng tất cả chúng ta phải diệt trừ, tất cả chúng ta phải trao sửa. Tại vì chỉ có khi mình nhìn lại mình, nghe quý vị phải nhớ một điều, mình tu là mình nhìn lại mình. Chỉ có mình mới biết mình đang phạm cái gì, chỉ có mình mới biết mình đang cần cái gì để mà trao sửa. Đừng bao giờ biết mình có lỗi mà không nhìn lại bản thân của mình thì đường tu của mình không hoàn mãn. Tôi và toàn thể chú quý vị, mình phải gán. Tại sao lại gán?
gắng cực lòng một bước đầu tiên sao mới được làm nên Phật Thánh. Hôm nay mình không gắng, hôm nay mình không cực, thì đến ngày Thầy trở lại, mình sẽ không bao giờ vào dự hội Long Hoa được. Nếu mà con cá chép muốn quá rồng phải bơi ngược dòng nước đến môn quan mới quá rồng được. Hôm nay mình tu muốn giải thoát phải chịu cực, chịu khổ, chịu này chịu kia, mình phải gắng để chi? Để dung trồng cội phúc chờ ngày trổ bông. Bông hoa đạo đức của chúng ta trổ rồi thì lúc đó mình mới sao quý vị? Mình mới hoàn mãn. Và lúc đó Thầy về sẽ ban cho xứng vị xứng ngôi đầy đủ thiện căn để giáo truyền đại đạo, định ngôi phân thứ, gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Cho nên tất cả chúng ta phải gán hoàn mãn để chi? Để tương lai mình mới có thể tu tập đi đến sự giải thoát. Chỉ một kiếp Tây phương hồi hướng, thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi. Vậy thì kính thưa toàn thể chú quý vị, trên dưới hơn một giờ đồng hồ, chúng tôi đã đến đây gặp gỡ toàn thể chú quý vị qua một cái chuyên đề, đó là ý nghiệp trong buổi sáng này. Cũng xin chân thành cảm ơn chính quyền địa phương đã hỗ trợ cho buổi thuyết giảng ngày hôm nay, đã nghe chúng tôi trình bày trên dưới hơn một giờ đồng hồ. Và cũng xin chân thành cảm ơn tất cả chư quý vị ở đây đã lắng tâm theo dõi qua chuyên đề. Hôm nay xin nguyện hồi hướng công đức thuyết pháp này cho tất cả chư quý vị, và mong sau cái bài pháp này động lại trong tâm của quý vị một phần nào đó, khi trở về nhà chúng ta sẽ trau sửa thân tâm của mình để hoàn mãn và tu đến ngày Đức Thầy trở lại. Với mong mỏi của Thầy đó là dầu cho nay xa cách sở tề, sau Thầy tớ gặp nhau Phật cảnh, ước trăm họ nhẹ mình có cánh, đồng bay về cực lạc một đàn. Xin bằng phép trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.